Đây là con máy bắn vít mà siêu mạnh mẽ, hàng công nghệ của Đức, máy của hãng LED nha các anh. Mẫu này mã là FX1371A, lực mạnh là 282 N. Và đây thì các anh mà có làm công việc mà dừng dắt bắn thiết ton đó, nó có chế độ là tự động ngắt nha. Chế độ tự động ngắt khi mà bắn vít vào sắt. Đây. Cò thì vẫn bóp ha, mà máy nó sẽ tự động ngắt ha. Cảm giác mình nghe đó là nó đã lắm kìa. Nè. Đó, tự động ngắt ha, quá là hay luôn, rất là hay. Đó, bắn vít sắt ha. Đó, tự động ngắt, rất là hay luôn, rất là thông minh, chế độ thông minh.